Trận cuối cùng lên rank thách đấu ở chế độ rank sinh tồn, và cái kết càn quét sạch bản đồ, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Còn nữa, đây là Facebook của mình sẽ để link ở dưới phần bình luận, anh em kết bạn và theo dõi mình nhé. Chế độ sinh tồn.